Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry, lịch sử thế giới. Sau thành công của trận Avdiivka, cũng như khi một quân đội Ukraine đột ngột tiến sâu vào tỉnh Kursk như một kế sách vây ngụy cứu triệu điển hình, nhiều chuyên gia quân sự, cả thật lẫn online, đều tin rằng Nga sẽ đồng thời kéo giãn đội hình của mình để ngăn Ukraine tiến sâu hơn. Và bằng cách đó, thì Ukraine sẽ tận dụng cơ hội để tạo nên một cuộc phản công ngoạn mục ở mặt trận miền Đông. Thế nhưng sự thực khá là phũ phàng, đã đi ngược lại với dự đoán đấy, khi Nga đã tận dụng cơ hội Ukraine đang dồn lực cho Kursk để phóng một mũi lao thật mạnh, cụ thể là tại thành phố Pokrov, một trong những trạm tiếp tế lớn cho quân đội Ukraine tại các thành trì có tuyến đường sắt và đường bộ liên kết với tỉnh này. Thành phố hậu cần chiến lược. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2024, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine đã bất ngờ lên tiếng xác nhận rằng thành phố Pokrov đã trở thành điểm giao tranh nóng nhất giữa họ và quân Nga. Có thời điểm, lính Nga đã tiếp cận được vòng ngoại vi 10 km tính từ tâm thành phố. Thành phố Pokrov khác với các thành phố từng diễn ra những trận đánh đẫm máu như Bakhmut rất nhiều. Nó cách thủ phủ Donetsk khoảng 60 km về phía tây bắc, với vai trò là một trung tâm kinh tế chiến lược trước chiến tranh. Pokrov sở hữu hệ thống đường ray cho phép Ukraine sử dụng để đưa quân lính, phương tiện và vật tư chiến tranh đến những điểm nóng trên trục ngã ba đường sắt gồm Pavlograd, Dnepropetrov, khi kết hợp với các tuyến phòng thủ đô thị như Minograd, Grodovka, Novogrodovka và Sedidov ở lân cận. Nó tạo thành một tuyến đệm an toàn cho quân Ukraine trước quân Nga và dân quân hai tỉnh ly khai. Còn nếu kết hợp với Kramatorsk, thành phố này sẽ tạo nên một mạng lưới đường ray mang tính huyết mạch theo trục Nam Bắc, cho phép quân Ukraine phân bố tiếp viện một cách nhanh chóng cho các đơn vị tiền tuyến tại khu vực như là Hovlivka, Bakhmut hay Chasovya. Trục xương sống hậu cần của Ukraine tại miền Đông còn được mở rộng xuống phía Nam, với các trung tâm hậu cần như Sedidov, Ukres được kết nối với Pokrov nhờ vào 4 tuyến đường sắt cao tốc xuyên qua nó. Có thể nói rằng Pokrov là nơi cung cấp hậu cần và tiếp tế chính cho lực lượng quân Ukraine tại ngoại vi Avdiivka. Trước khi quân Nga tiến đánh vào đây, có khoảng 15 đơn vị phòng ngự đang phụ thuộc vào tiếp tế đi qua thành phố này. Một phần cho lực lượng tại ngoại vi Holivka đang giành giật lại các trọng điểm với quân Nga, cũng nhận tiếp tế thông qua tuyến cao tốc đi qua Pokrov. Ước tính thì lượng tiếp tế cho tiền tuyến đi qua Pokrov chiếm khoảng 30% tổng lượng tiếp tế cho Chasovya. Với những tuyến giao thông và tiếp tế quan trọng như vậy chạy qua Pokrov, không lạ gì khi Nga sẵn sàng cho Ukraine thọc sâu vào Kursk và tận dụng cơ hội đó để tiến vào đây. Nếu thành công giành quyền kiểm soát thành phố này, Nga sẽ cắt được 20-30% lượng vật tư và tiếp tế chiến tranh của quân đội Ukraine cho Chasovya. Qua đó thì có thể vây khốn lính Ukraine tại đây, khiến cho tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn với quân đội Kiev. Đồng thời, một bên sườn của Kramatorsk cũng sẽ hở ra, cho phép quân đội Nga thọc ngang đội hình phòng ngự của đối thủ, diệt đi trung tâm tiếp viện này. Một thế gọi là nhất tiến hạ song điều. Và khi Kramatorsk đã sụp đổ thì sự sống của Sloviansk sẽ tính bằng tuần, và Lyman sẽ là nơi tiếp theo bị đe dọa. Chuyên gia quân sự Ukraine Mikhailo Zhirokov thậm chí còn cảnh báo, nếu chúng ta mất Pokrov thì toàn bộ mặt trận sẽ sụp đổ. Ngoài chuyện là thành phố hậu cần mang tính chiến lược cho lực lượng tiền tuyến, thì Pokrov cũng là một thành phố mang giá trị kinh tế tương đối cho Ukraine. Cách Pokrov khoảng 15 km về phía tây nam là mỏ Poroskaya Zhapanaya số 1. Đây là một trong số ít mỏ than cốc còn lại thuộc sở hữu của phía Ukraine, với trữ lượng ước tính là hơn 200 triệu tấn. Nó đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với ngành luyện kim vốn đang suy yếu của nước này. Các nhà kinh tế học đều cảnh báo rằng việc để mất mỏ than này, nó có thể giáng một đòn chí mạng vào nền kinh tế và ngành năng lượng của Ukraine. Xét về lịch sử phát triển thì Pokrov đóng vai trò như một trung tâm công nghiệp và khai thác than lớn của Ukraine sau Thế chiến thứ hai, tận hưởng thời kỳ hoàng kim và những thập niên 1960-1980, và là nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp liên quan tới ngành công nghiệp than, kỹ thuật cơ khí và bảo dưỡng đường sắt. Để mất nơi này, GDP của Ukraine dự báo sẽ thâm hụt thêm từ 6-8%. Cả nó cho thấy vai trò không thể thiếu được của Pokrov với quân Ukraine. Đường đến Pokrov. Từ trung tuần tháng 7
năm 2024, các cuộc giao tranh đã diễn ra tại làng Prohest, thuộc vùng đệm giữa Nga và Ukraine, tại trung tâm Donetsk. Những cuộc giao tranh này kéo dài khoảng 48 tiếng, với các cuộc bắn phá dữ dội từ không quân Nga. Nó đã khiến cho lữ đoàn cơ giới số 100 và số 47 của quân Ukraine chịu thiệt hại nghiêm trọng và phải rút khỏi ngôi làng. Tất cả cho phép quân Nga tiến vào làm chủ và tiến quân dần về phía thị trấn Pokrov. Ở phía bắc của Prohest, khu định cư Lozhustake cũng đã bị quân Nga bao vây từ ngày 20 tháng 7. 4 ngày sau đó, tờ Fox đưa tin có ít nhất là 2 tiểu đoàn với hàng trăm lính Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới số 31 đang bị bao vây bên trong Lozhustake. Tính cho tới ngày 26 tháng 7, các cuộc giao tranh quanh ngôi làng Prohest và Lozhustake đã khiến cho Ukraine mất 2 xe tăng M1 Abrams. Quân đội Ukraine cũng đã chịu tổn thất nghiêm trọng về người. Cho tới ngày 31 tháng 7, các ngôi làng và các khu định cư như Prohest, Lozhustake, Vesele và Horivka, Voche, Novoselivka và Presa đều đã do quân Nga làm chủ. Phía quân đội Ukraine khi này được cho là đã suy kiệt về tinh thần và gặp phải rất nhiều khó khăn do quân Nga tiến quân quá nhanh. Các vị trí cố thủ ở phía đông nam Pokrov cũng đã bị hở sườn và để cho quân đội Nga tiếp cận ngoại vi thành phố. Đầu tháng 8 năm 2024, Nga liên tục đổ quân về phía Pokrov với quân số ước tính là lên đến 40.000 quân. Tỷ lệ chọi cho tới khi này là 1:3, tức là một lính Ukraine bao vây 3 lính Nga, vì Ukraine chỉ có 12.000 quân trên hướng Pokrov. Tuần đầu tiên của tháng 8 kết thúc với việc Nga dễ dàng chiếm được Selivka và đổ quân vào Horivka. Mất đi hai thị trấn này cũng đồng nghĩa với việc là Pokrov đã nằm trong tầm bắn hiệu quả của pháo binh Nga và họ có thể rót pháo trực tiếp vào thành phố này mà không gặp phải trở ngại nào. Bước sang ngày 13 tháng 8, khi mà Ukraine cho biết rằng họ đã tấn công vào Kursk, thì cùng lúc đó, lính Nga tại đây đã tiến vào trung tâm Horivka, đánh dấu việc quân đội Nga đã làm chủ đất này, đồng thời kéo dài mặt trận chiến đấu cho tới bờ sông Kazanist-Torres để chiếm các khu định cư như Ivanivka, Lysychre và Sridonivka. Một viên đại úy Ukraine cho biết khi đó rằng mọi thứ đang rất tồi tệ ở mặt trận Pokrov. Đồng thời thì binh sĩ Ukraine cũng cho biết rằng lực lượng quân Nga đang được ra lệnh chiếm giữ Mironas, thành phố nằm phía tây của Pokrov. Nửa đầu tháng 8 đã kết thúc với việc quân Ukraine liên tục phải lùi quân và để mất nhiều cứ điểm phòng ngự. Cho đến thời điểm này, các lữ đoàn số 15, 30 và 137 và Vostok cũng như lữ đoàn pháo binh số 288 và sư đoàn xe tăng số 90 cũng đã tranh thủ tiến về Pokrov trên trục 3 hướng theo tuyến đường sắt và 2 tuyến cao tốc chạy song song. Từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 8, các đơn vị quân Nga liên tục tấn công dữ dội và chiếm giữ được các khu định cư gồm Novotoretske, Novozelensk, Zavit, Tiche và Mikolavka, cũng như các ngôi làng phụ cận. Ở hướng Bắc, quân Nga tiến dọc theo sông Kazeny-Torres để làm chủ ngoại vi Horivka, tạo ra vùng đệm an toàn cho phía sườn của pháo binh công kích, đồng thời mở thêm hướng tấn công và làm chủ ngôi làng Krutizhya, buộc lực lượng lữ đoàn 151 Ukraine phải lui về Kranitsya, dựng nên phòng tuyến mới, khiến họ phải đối mặt với việc bị tấn công từ hai hướng khác nhau. Tại phòng tuyến Selidov ở phía nam, lính Nga đánh trực diện từ bàn đạp Mikhailivka và thọc từ sườn phía bắc, mở ra một cuộc bao vây kéo dài. Thế nhưng một lần nữa, lại phải khen ngợi những người lính Ukraine có mặt tại tiền tuyến đang chiến đấu với lính Nga, như cách mà họ đã từng ghim chân người Nga tại Bakhmut với các chiến hào. Nhìn vào tình hình chung, có thể thấy rằng trong nửa đầu tháng 8, họ đã hoàn toàn bị bất ngờ, thậm chí là khủng hoảng đội hình khi Nga bất ngờ tiến quân ồ ạt từ mọi nẻo đường dẫn tới Pokrov. Tuy nhiên, bắt đầu từ tuần thứ 3 của tháng 8, lính Ukraine đã tái tổ chức phòng tuyến mới thành công, bất chấp các khó khăn gặp phải, tạo nên trục liên kết Kranitsya, Novohorivka và Selidov, khiến cho Nga bị khựng lại một thời gian mà không thể nào tiến công sâu hơn. Tuy nhiên, tuyến phòng ngự này dù mạnh nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm chân được lính Nga. Nga chỉ mất khoảng một tuần để bẻ gãy tuyến phòng thủ này tại Novodvinska vào ngày 8 tháng 9 và buộc quân đội Ukraine phải lùi lại vài km về phía sau. Nhiều chuyên gia cho rằng điều này xảy ra vì quân đội Ukraine đã rút khỏi Novohorivka do thiếu quân số và lực lượng thì yếu hơn rõ ràng.
để tăng cường phòng thủ cho Pokrov. Chiến thuật mà Nga sử dụng để bẻ gãy tuyến phòng thủ này được gọi là đánh tay đôi. Từng tốp lính Nga sẽ tiến lên và áp sát vị trí hỏa lực của quân Ukraine. Nếu họ có thể đánh cận chiến được thì tốt. Còn nếu gặp phải hỏa lực bắn chéo cánh, họ sẽ đánh dấu lại vị trí, sau đó sẽ tiến hành khuất phục bằng hỏa lực vượt trội hơn từ tuyến sau. Đây là một chiêu rất điển hình từ lâu, đã từng được lính Wagner sử dụng. Dù khá là tốn kém về mặt con người, thế nhưng lại hiệu quả khi dùng để đánh vào những địa điểm phòng thủ kiên cố, đặc biệt là các chiến hào với các tổ hỏa lực bắn chéo. Ví dụ chuẩn chỉ nhất chính là các tốp lính Ukraine tại ngoại vị Bakhmut đã từng bị lính Wagner cho ăn đạn pháo sau khi thành công khiến họ bị lộ vị trí. Hình thành gọng kìm, hậu quả từ tính toán sai lầm của Ukraine. Vào đầu tháng 9, quân đội Nga bắt đầu thay đổi chiến thuật, chuyển sang vừa đánh trực diện, vừa tiến hành bao vây hai mặt, tạo nên hai gọng kìm khóa vào hướng Pokrov. Kết thúc tuần đầu tiên của tháng 9, đã có thể thấy rõ được hai chiếc quai vạt của một cái nồi hầm, một phía ở phía nam Pokrov, tại Selidov, nơi mà lực lượng phòng thủ quân đội Ukraine mỏng hơn, và chiếc quai còn lại nằm bên trong một góc lãnh thổ do Ukraine kiểm soát gần Vuhledar. Một sĩ quan Ukraine cho biết, ở Selidov đang trở nên rất cam go và căng thẳng khi quân Nga đang bố trí lực lượng bao vây khu vực này. Cách tiếp cận này của quân Nga đã tạo ra được ít nhất là 3 chiếc nồi hầm bao vây lính Ukraine lại từ bên trong, khiến cho việc rút lui trở nên không còn quá nhiều ý nghĩa. Một trong những chiếc nồi hầm như vậy là khu vực phía nam của thị trấn Pokrov, nằm giữa Nevesky, Hinik và Kranot-Horivka. Viên sĩ quan quân đội Ukraine nhận định rằng, khi đối phương có đông người hơn và nhiều nguồn lực hơn, chiến lược cố thủ trong những khu vực như Pokrov là rất liều lĩnh. Hãy nhìn vào tỉnh Donetsk, nó trông như một con bạch tuộc vậy. Để bảo vệ tất cả các xúc tu, nó sẽ cần tất cả các vị trí, các chốt quan sát với số lượng lớn hơn rất nhiều. Bạn cũng cần phải giữ lại những đơn vị xung kích lớn hơn nhiều, bởi vì người Nga đang nỗ lực tấn công từ mọi hướng. Do vậy, quân nhân Ukraine này cho rằng các lữ đoàn Ukraine đang bị quét sạch nhanh chóng qua đường viền của cái nồi hầm Pokrov, bởi vì tiêu chí của giới tướng lĩnh là cố thủ và cố thủ. Theo ông, các lữ đoàn này đáng nhẽ sẽ phải rút lui và giảm độ dài của chiến tuyến cần bảo vệ. Tại Kudakov, cách Pokrov 35 km về phía nam, các cuộc đụng độ cũng diễn ra với tần suất dày đặc hơn giữa lính Nga và lính Ukraine. Nga tấn công vào đây vì đơn giản rằng Kudakov kết nối với Pokrov bằng một tuyến đường bộ chuyên để vận chuyển quân và binh sĩ ra tiền tuyến. Chỉ trong ngày 12 tháng 9 năm 2024, đã có đến 48 vụ giao tranh trên hướng này. Trung tá Oleg Demidanesko, người chỉ huy tiểu đoàn xe tăng thuộc tiểu đoàn 110 của Ukraine, cũng đã nói rằng lực lượng quân Nga đang xốc tới theo vùng sườn bên cạnh, tấn công chính diện vào Pokrov. Tuy nhiên thì Demidanesko nhận định rằng quân Nga đang chủ yếu tập trung vào sườn phía nam, tức là hướng Kudakov. Và nếu quân Nga chiếm được Kudakov, thì một hướng tấn công mới cho Nga sẽ được mở ra, tạo thành một gọng kìm mới. Và Ukraine có khả năng sẽ có thêm một Bakhmut thứ hai nếu để mất các thành trì xung quanh Pokrov. Vào trung tuần tháng 9, một quan chức Ukraine phát đi cảnh báo rằng các đơn vị lính Nga đang tiến sát tới thềm Pokrov, chỉ còn cách có khoảng 7 km. Và tình hình này có nghĩa rằng quân địch đang ở trước cổng. Họ kêu gọi tất cả các cư dân thị trấn hãy sơ tán gấp. Dân số của Pokrov lập tức đã tụt từ khoảng 62.000 người vào đầu tháng 8 xuống còn 18.000 người vào hôm 11 tháng 9. Và hiện nay, những cư dân còn đang bám trụ lại tại Pokrov phải dựa vào nước lấy từ các giếng đào gần các tòa nhà chung cư, khi mà nguồn nước, nguồn điện và khí đốt đều đã bị cắt. Hiện tại thì phía Kiev vẫn chưa thể điều được quân tinh nhuệ từ Kursk trở về Pokrov, khi một quân Nga vẫn đang tiến hành phản công mãnh liệt. Lực lượng phòng thủ quanh Pokrov chỉ còn lại có hai lữ đoàn có khả năng đánh đấm khá tốt là lữ đoàn cơ giới số 93 ở phía nam Bakhmut và lữ đoàn vệ binh số 12 triển khai tại New York, nằm dọc gờ phía bắc của hướng tấn công quân Nga về phía Pokrov. Ít nhất là một trong hai lữ đoàn này đều đã được chuyển từ khu vực khác của tiền tuyến tới, với tiềm năng làm suy yếu thế phòng thủ của Ukraine tại đó. Các lữ đoàn mới thành lập của Ukraine, đặc biệt là các lữ đoàn cơ giới, đều chỉ có bộ khung là bộ binh. Các phương tiện cơ giới chiến đấu gần như đều đã cạn kiệt và không thể lập tức gửi ra tiền tuyến để chặn xe tăng và xe bọc thép của quân Nga tấn công. Sai lầm chiến lược đã khiến Pokrov rơi vào tình cảnh hiện tại,
chính là quyết định tấn công sâu vào Kursk của Ukraine. Trước hết, đây là một chiến dịch mà kết quả của nó đã rõ ràng là một bế tắc cho quân Ukraine. Họ đã không còn đủ một bộ khung sức mạnh để đánh chính quy và tiêu hao lâu dài với quân Nga trên hướng này. Việc triển khai quân tới Kursk đã vô tình khiến cho lực lượng mặt trận Donbass của họ bị kéo giãn ra, tạo ra nhiều kẽ hở cho quân Nga đánh vào đây. Thứ hai, nguồn lực đã khan hiếm, nay lại càng khan hiếm hơn. Đánh vào Kursk đồng nghĩa là phải huy động một lực lượng lớn vật tư, trang bị, cũng vốn là những thứ mà Ukraine đang rất khan hiếm kể từ năm 2023. Đồng thời, họ cũng vô tình kéo những lực lượng dự bị có khả năng cơ động cao tại Donbass ra đi và để lại những đơn vị vừa được huấn luyện cũng như chưa hình thành hoàn chỉnh bộ khung cơ giới ở lại. Lẽ ra thì lực lượng này phải được bố trí phòng thủ tại đây vào lúc nước sôi lửa bỏng như hiện nay. Và như mình đã nói, mất Pokrov, sườn phía nam của Kramatorsk sẽ lập tức hở ra và sự tồn tại của nó sẽ chỉ tính bằng tuần. Ngay khi Kramatorsk sụp đổ, quân Domino tiếp theo nó sẽ là Slovyansk và Liman sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ukraine hiện nay thực sự không còn cơ hội để chặn đứng bước tiến quân của quân Nga tiến tới thị trấn Pokrov.